Bộ tứ giám khảo đầy quyền lực của chúng ta đã khá căng thẳng và mệt mỏi để có thể lựa chọn ra những gương mặt âm nhạc tài năng nhất. Tuy nhiên, họ vẫn có những phút giây thư giãn và sảng khoái trước những màn biểu diễn có phần hài hước của các thí sinh. Sự khó tính của giám khảo Anh Quân, những nhận định rất riêng của giám khảo Thu Minh hay những quan điểm âm nhạc không thể trùng lẫn của giám khảo Mỹ Tâm và Quang Dũng sẽ còn tìm kiếm ra rất nhiều những thí sinh tiềm năng để trao tấm vé vàng cho họ.